Xin chào tất cả quý anh chị khách hàng. Hôm nay Quân lại giới thiệu tới mọi người một mẫu xe đến từ nhà Vin Vin VinFast Fadil. Chiếc xe này biển màu đỏ ha, biển số Sài Gòn 51H 45688. Hiện tại con xe này đang được sản xuất là năm 2022. Với giá nó cực kỳ ưu đãi và cạnh tranh. Thì bây giờ Quân sẽ cùng review một vòng quanh xe cho mọi người cùng coi và cuối cùng sẽ là báo giá. Thì bây giờ mời mọi người hãy cùng Quân đi một vòng chiếc xe. Rồi xin mời. Đến từ nhà VinFast, một trong những mẫu xe xe hạng A bán chạy nhất phân khúc. Đó là chiếc VinFast Fadil được sản xuất năm 2022 nha quý anh chị. Thì Quân sẽ cùng mọi người đi một vòng chiếc xe đánh giá tổng quan về chiếc xe. Nó xe màu đỏ cực kỳ mới luôn nha. Xe thì không khác gì xe mới đâu. Xe trang bị camera lùi. Camera lùi đó. Về phần ngoại thất thì không bị trầy xước, không cấn đụng, không tai nạn. Đây là một trong những cái tiêu chí hàng đầu mà bên Quân khi thu xe thì kiểm tra rất là nghiêm ngặt. Xe lỗi thì không mua. Không thủy kích, không tai nạn, không hạ động cơ ha. Bây giờ Quân sẽ mời mọi người cùng kiểm tra về phần nội thất của chiếc xe. Gương chỉnh điện, gương tích hợp đèn xi nhan báo rẽ này anh chị cực kỳ an toàn khi mà chúng ta đánh lái. Những cái xe bên hông thì nhìn vào cái gương này là biết rồi. Nội thất được bọc ghế da nha quý anh chị. Ghế chỉnh cơ. Ghế chỉnh cơ. Xe mới có chạy 33.000 km, odo 33.000 km. Vô lăng được bọc bọc da này quý anh chị, vô lăng bọc da, tích hợp nút bấm và đàm thoại rảnh tay, hộp số tự động nha quý anh chị, hộp số tự động, được tích hợp thêm cái camera hành trình, chủ trang bị sẵn camera hành trình rồi, có camera lùi, camera hành trình thì đi rất là an toàn. Bây giờ chúng ta hãy cùng kiểm tra về phần keo chỉ. Như thường lệ thì kiểm tra phần keo chỉ cũng khá là quan trọng. Đây, những cái con ốc, những cái đường keo chỉ này anh chị. Không bị tai nạn, không cấn đụng tất cả các cửa nha quý anh chị. Đây là phần ốc của chiếc xe. Rồi cửa phía bên sau. Đây là thông số của chiếc xe. Hai hàng ghế sau. Ghế xe được trang bị là lót sàn simili rất là sạch sẽ nha. Lót sàn simili. Ghế da rất là sạch sẽ. Khi chiếc xe này mà chạy gia đình thì quá là hợp lý luôn. Chở em bé rồi chở các cháu đi học. Vừa nhỏ gọn lại nhiều option nữa. Xe này mức tiêu hao nhiên liệu thì được kết hợp là 5,8 lít. Trong đô thị là 7,1 lít, ngoài đô thị là 5,1 lít. Đó, trang bị camera lùi này quý anh chị. Và trang bị camera lùi còn có camera cam hành trình. Cam hành trình này quay trước sau luôn nha quý anh chị. Rồi, phần phía cánh cửa bên bên phụ này. Keo chỉ còn nguyên hết nha, nguyên bản. Không có dấu hiệu tháo, không cấn đụng. Mua xe này thì rất là yên tâm rồi. Xe chạy quá hợp lý luôn nha anh chị. Bánh gai gió còn rất là nhiều, ba mươi mấy ngàn km thì không xi nhê gì rồi đối với chiếc xe. Rồi vừa rồi thì anh chị vừa kiểm tra một vòng về chiếc xe rồi, thì bây giờ con sẽ báo giá chiếc xe cho quý anh chị.
Thì quân điểm lại một số thông tin như là xe được sản xuất 2022, chạy 33.000 km và biển số Sài Gòn màu đỏ. Thì quân đang bán với giá là 359 triệu còn thương lượng cho tất cả quý anh chị nào gọi điện trực tiếp với quân. Rồi, cảm ơn tất cả quý anh chị đã quan tâm kênh và theo dõi. Nếu như anh chị có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ trực tiếp với quân. Bên quân chuyên thu mua và đổi tất cả các dòng xe ô tô qua sử dụng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Rồi cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị.